Bên siêu thị cây giống Willow Farm thì sẽ liên kết với những cái vườn dừa, họ có những cái cây dừa dứa rất là thuần chủng như thế này và trồng riêng biệt ra để chúng ta có thể lấy giống được một cái rặt gọi là rặt ri, giống rặt ri ha. Xin chào quý bà con thân yêu, mình là Quang sáng lập kênh siêu thị cây giống Willow Farm. Đầu tiên thì Quang xin phép được cảm ơn quý bà con chúng ta đã luôn luôn yêu thích siêu thị cây giống Willow Farm trong suốt thời gian qua. Ngày hôm nay thì Quang lại quay trở về để trao đổi với bà con chúng ta một cái chủ đề mà Quang tin chắc rằng quý bà con chúng ta đang rất quan tâm, đó là về cây dừa dứa. Như bà con cũng biết, dừa là một trong những cái loại trái cây, mình dùng từ trái cây ha, trái cây để lấy nước rất là ưa chuộng hiện nay, tại vì ngày càng nhiều người thích uống những cái thức uống tự nhiên và nó gần gũi với thiên nhiên hơn, chứ thay vì uống nước Coca-Cola, Pepsi hay là uống bia hay là uống cà phê. Cà phê cũng là một loại thức uống tự nhiên, nhưng mà cà phê mà dạng pha chế mà phải pha thêm nhiều thứ nữa thì nó là bất tự nhiên đi, đúng không ạ? Thì nói chung là mọi người thích uống cái gì nó thuộc về tự nhiên, thuộc về natural. Thế nên là bắt đầu là dừa lại là một trong những cái thức uống rất là được chú trọng. Nhưng mà dừa mà lại thơm một cái mùi tự nhiên kèm theo hương vị rất là dễ chịu, đó chính là dừa dứa, thì lại là đạt cái sự yêu thích nồng nhiệt của quý bà con, của những người tiêu dùng cuối cùng nhiều hơn nữa. Thì bà con chúng ta bắt đầu đổ đi trồng dừa dứa rất là nhiều. Tuy nhiên dừa dứa khi bà con trồng thì bà con lưu ý với quanh một vài vấn đề sau, đặc biệt ở giai đoạn cây giống. Thì ngày hôm nay quanh sẽ chia sẻ với bà con chúng ta về cây dừa giống, về cây dừa dứa giống nha bà con nha. Ở đây thì quanh có rất nhiều loại dừa, nhưng mà cái lô này thì quanh để riêng là về dừa dứa. Dừa dứa thì bà con thấy cái hình dạng cấu trúc của nó như thế này. Đây ạ. Hình dạng cấu trúc của dừa dứa thì cũng khá là cũng cũng hơi tròn tròn nhé bà con. Còn nếu mà nói về lá thì dừa dứa nó giống với tất cả các loại dừa khác, nó cũng lá nó xanh 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 xanh. Tuy nhiên nếu mà nhìn thân thì bà con sẽ thấy là cái thân của dừa dứa nó sẽ có màu xanh, nó hơi đậm. Đây ạ, màu thân xanh nó hơi đậm một chút xíu ha. Rồi cái trái thì nó sẽ tròn. Ngồi xuống, ngồi xuống. Cái trái của nó sẽ hơi tròn tròn. Tuy nhiên là khi quanh đi vườn thì quanh cũng thấy có một vài trái dừa dứa nó hơi dài dài. Còn một cái buồng dừa dứa thì nó sẽ dao động từ 15 tới 25, 30 trái, tùy theo cái thứ nhất là thụ phấn, cái trái dừa dứa được thụ phấn nhiều hay không. Cái thứ hai á, là tùy theo cái sức của cái cây, tùy theo cái chế độ dinh dưỡng của cái cây. Khi bà con nhìn thấy thì trái dừa dứa nó cũng giống như mọi trái dừa khác, thì là ở phía cái phần 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 đít của nó đều có một cái núm ở đây, và cái núm này nó cũng là nhô ra nha. Tuy nhiên khi bà con chúng ta để ý thì cái dừa dứa nó lại giống, nó hơi giống giống như là cái nó khác cái dừa, nó hơi giống với dừa xiêm lùng, và nó khác với dừa xiêm xanh lùng ở chỗ là nó có cái nừng nếp nhăn. Đây nè bà con nè, coi nè, coi cái phần nếp nhăn của nó nè bà con nè. Đó, nó sẽ nhăn 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 như vậy, và nó nhăn tới luôn cả cái phần đít của cái trái trái dừa luôn. Và nhìn nó hơi tròn tròn nha bà con nha. Nhưng cái điểm đặc biệt để chúng ta phân biệt dừa dứa nó không phải chỉ riêng gì nhìn vào những cái mà Quanh vừa chia sẻ đâu. Cái điểm đặc biệt của nó, Quanh sẽ nhổ một trái nào nó lên. Đây, điểm đặc biệt của khi bà con chúng ta mua dừa dứa là chúng ta biết dừa dứa đặc tính của nó là gì ạ? Thơm mùi dứa đúng không? Đúng không ạ? Đặc tính của dừa dứa là thơm mùi dứa. Vậy khi mà chúng ta hửi cái bộ phận nào thơm mùi dứa thì cái đó là khi chúng ta hửi nó thơm mùi dứa thì nó là dừa dứa đúng không? Thì khi mà bà con chúng ta mua dừa dứa, chúng ta có thể là hái cái lá này đem đốt đi, hoặc là tốt nhất là chúng ta lấy cái rễ của nó để mà chúng ta ngắt ra một đoạn, xong chúng ta đưa lên mũi chúng ta hửi. Rất là thơm mùi dứa nha bà con. Và có nhiều cái anh chị khác là hướng dẫn là chúng ta có thể lấy hột quẹt để chúng ta đốt, nhưng mà đối với quanh, mũi quanh cũng hơi thính, nên là bà con chúng ta có ăn sầu riêng hay ăn mít ruby mà thơm mùi tố nữ á, thì bà con chúng ta né né quanh ra xíu, quanh biết liền, không cho quanh ăn quanh kiện á. Thì khi bà con chúng ta ngắt cái này nè, ngắt cái này, ngắt cái rễ này, chúng ta đem lên mũi chúng ta hửi, nó sẽ thơm mùi dứa rất là nhẹ nhàng và đủ tinh tế để chúng ta có thể nhận ra được đây là trái dừa dứa chính thống bà con ha. Và có một cái điều lưu ý khi bà con chúng ta mua dừa dứa là nếu có thể thì chúng ta nên mua dừa trần. Nên dừa trần thì chúng ta mới dễ dàng chúng ta hửi cái này được nha. Và chúng ta nên mua những nơi làm giống uy tín. Bên siêu thị cây giống Willow Farm thì sẽ liên kết với những cái vườn dừa, họ có những cái cây dừa dứa rất là thuần chủng như thế này và trồng riêng biệt ra để chúng ta có thể lấy giống được một cái rặt gọi là rặt ri, giống rặt ri hả bà con. Cái này thiệt chứ bà con đem về mà để hửi hoài cũng ok, giống như hương trầm vậy đó. Hương trầm thì nó có cái mùi trầm hương thoảng ra, thoảng đốt lên thoang thoảng. Còn đối với dừa dứa nó có cái mùi của cái lá dứa nó xung thoảng thoảng này, mà nó kết hợp với lại trái dừa nữa. Mấy hôm nay thì
Bên Quanh có được may mắn là vào vườn dừa dứa đó, thì cứ có qua buồng dừa dứa uống hoài, có cái trái dừa dứa uống hoài. Thế nên đó là khi mỗi khi mà chặt cái trái dừa dứa ra, uống nước nó đã thơm rồi. Và con biết khi mà Bên Quanh mổ cái trái dừa dứa ra, xẻ cái trái dừa dứa ra để ăn cái cơm ở bên trong á, rồi nó thơm cực kỳ luôn bà con. Mà cái cơm nếu mà nó vừa tới, nó vừa mềm, vừa đủ cái độ dẻo và đủ cái độ mềm để mà chúng ta ăn á, thì ăn cực kỳ ngon và cực kỳ thơm. Nói thiệt trên đời này tinh hoa bao nhiêu thứ của dừa nó dồn vô dừa dứa hết. Và dừa dứa thì thời gian cho trái nó tầm khoảng 3 năm tới 3 năm rưỡi, thì cũng không có quá gọi là lâu để chúng ta có thể thu tiền đúng không ạ? Nên là bà con chúng ta cứ thoải mái, chúng ta nên trồng loại này. Nhưng mà đặc biệt là bà con chúng ta nên chọn loại đúng giống nha. Và lưu ý dùm Quanh là cái vườn dừa dứa mà khi mà Bên Quanh làm á, là chúng ta sẽ gọi là cái vườn đó là trồng cách ly, là trồng riêng một mình nó thôi, không có bất cứ một cái loại dừa nào màu lẫn lộn trong đó cả. Đối với dừa dứa thì như phải như vậy, tại như vậy mới đảm bảo được cái sự tinh khiết, sự thuần chủng của nó. Tại dừa nó rất là dễ bà con, nó rất là dễ bị thụ phấn chéo với nhau, làm giảm đi cái độ thuần chủng của trái dừa. Nếu mà chúng ta chỉ dành để uống nước thôi thì điều này rất là đơn giản. Nhưng nếu chúng ta làm sao ạ? Chúng ta gọi là làm giống thì đạo đức nghề nghiệp thì bắt buộc là cây dừa dứa chúng ta phải trồng riêng, có hành lang bảo vệ hoặc cách ly với những nơi khác. Chứ nếu mà chúng ta mà trồng mà chung với những loại dừa khác thì trái dừa dứa chúng ta sẽ không có chuẩn liền. Nên khi mà chúng ta mua trái dừa dứa giống, bà con chúng ta cần phải lưu ý. Hoặc là nếu bà con có ý định trồng cái vườn dừa dứa của mình trở thành cái vườn dừa giống, thì bà con chúng ta phải đảm bảo được những cái tính nghiêm ngặt về kỹ thuật mà Quanh vừa nói, là chúng ta không có trồng chung với những loại dừa khác nhé. Ok, rất là thơm nha bà con nha. Mà trái nó hơi tròn tròn như vậy và da nó hơi nhăn nhăn. Nó thì thân của dừa dứa nó sẽ có cái màu xanh nhé. Thân của dừa dứa nó sẽ có cái màu xanh. Còn có những cái loại trái nó cũng sẽ hơi dài dài một chút xíu, nó tùy thuộc vào vị trí của cái bạn dừa dứa này trên cái buồng dừa mà bạn chung với những cái bạn anh em khác của bạn đó. Nên là chúng ta cứ thoải mái chúng ta lựa chọn. Và dừa dứa là một trong những cái loại cây có giá trị kinh tế rất là cao. Theo Quanh thấy thì là một năm nếu 1 hecta thì bà con có thu nhập tầm khoảng 780 tới lại là 8-900 một năm. Và sau khi trừ chi phí, tại vì dừa nó rất là ít chi phí bà con, nó chỉ có dinh dưỡng, chú ý cái phần dinh dưỡng theo cái cây nhiều chút là đủ. Tại vì dừa thì hầu như tháng nào chúng ta cũng có thu, nên là chúng ta cứ hết buồng này tới buồng kia, cứ hết buồng này tới buồng kia, nên chúng ta chú ý dùng Quanh cái phần phân bón là ok ạ. À. Và cái phần mà nó hay bị đuông với hay bị nấm, nó làm cho cái lá nó hơi bị ghẻ đó, thì bà con chú ý dùm Quanh cái vấn đề đó là được. Còn đối với dừa, tất cả các loại dừa, đặc biệt là dừa dứa, thì sức sinh sản và sức khỏe của nó rất là tốt, nên là chúng ta cứ thoải mái ha bà con ha. Nên là dừa thì cũng là một trong những loại cây kinh tế rất là cao. Và dạo gần đây Quanh thường hay chia sẻ nhiều về dừa, tại vì không phải là trước giờ bên Quanh không bán dừa, mà bên Quanh bán dừa rất là nhiều, đi xuất khẩu cũng rất là tốt. Nhưng mà nhiều khi là Quanh không có đưa cái loại này lên, do Quanh tập trung vào những cây loại cây kinh tế mới. Nhưng ngày hôm nay thì Quanh muốn chia sẻ với bà con chúng ta, bên cạnh loại cây mới là cây chà là ăn trái, thì dừa là một trong những cái loại mà bà con chúng ta chú ý để trồng. Tại vì mỗi tháng bà con chúng ta đều có thu nhập từ những cái buồng dừa của mình. Dừa dứa thì bây giờ trộm vía bạn ấy được mua với giá cao hơn các loại dừa khác. Ví dụ như dừa sim, dừa mã lai thì mua từ 5.000 tới 7.000. Còn dừa dứa thì chúng ta sẽ được lái thu mua tại chỗ với giá khoảng 10.000 một trái. Còn nếu mà dừa khô đồ này kia thì giá nó sẽ cao hơn. Và đặc biệt nha bà con, cái dừa khô, cái nước, cái nước cốt dừa từ trái dừa dứa cực kỳ thơm, thơm nồng nàn, thơm cực kỳ luôn. Nên là bà con chúng ta thấy là cái tác dụng của bạn dừa dứa này, cái hương vị, cái mùi hương của bạn ấy tạo nên một cái sự quyến rũ rất là ma lực đối với cái người tiêu dùng. Nên chúng ta hãy cứ thoải mái chúng ta trồng. Thì bên cạnh dừa dứa thì chúng ta còn có dừa đỏ má lai, dừa sim lùng, dừa sim xanh lùng. Hoặc là nếu trồng cảnh quan thì chúng ta có dừa tam quan, dừa sim hồng, vân vân để chúng ta trồng. Nhưng mà cũng tùy theo mục đích của quý bà con chúng ta thì chúng ta sẽ trồng những cái loại dừa gọi là phù hợp với nhu cầu của bà con. Tại dừa dứa này tầm khoảng 3 năm tới 3 năm rưỡi mới bắt đầu cho trái. Còn dừa đỏ má lai hoặc dừa sim lùng thì tầm khoảng 2 năm tới 2 năm rưỡi, là sớm hơn 1 năm so với dừa dứa. Nhưng mà chúng ta có thể là trồng, trong thời gian trồng dừa dứa thì bà con có thể trồng xen với nhiều loại khác.
Đây, một vài thông tin chúng ta về cây giống dừa dứa và cách chọn dừa dứa. Khi chọn dừa dứa thì chúng ta sẽ chọn những cái trái nó tròn như thế này. Và tốt nhất thì chúng ta đi dừa trần và nên mua ở những cái nơi uy tín. Tại vì không phải cái trái nào chúng ta cũng xé cái rễ nó ra để chúng ta hửi, xé rễ ra hửi vậy là tổn thương trái dừa. Nên là chúng ta nên mua những chỗ uy tín để họ đảm bảo với chúng ta rằng ừ đây là đúng giống. Nha bà con nha, rất là thơm. Thơm cực kỳ á. Cảm ơn quý bà con trước rất là nhiều. Siêu thị cây giống Willow Farm rất là mong được đồng hành cùng với vườn dừa của quý bà con chúng ta nhiều hơn nữa. Cảm ơn quý bà con một lần nữa. Nếu có bất kỳ câu hỏi gì hãy vui lòng gọi vào số hotline hiện trên màn hình để Quanh cùng với các bạn có cơ hội được đồng hành và chia sẻ quý bà con chúng ta nhiều hơn. Còn bây giờ Quanh xin phép được chào quý bà con và hẹn gặp lại quý bà con trong những video khác. Siêu thị cây giống Willow Farm cùng nông gia Hương Thịnh. Xin chào và hẹn gặp lại.